Hello anh em, đã quay trở lại với của Real Tech. Ok, thì tình hình á, là mình mới đọc được một bài báo về việc đấy chính là em AMD Ryzen 9 7900X3D thì nó đang có giá là 330 đô. Nó là một cái mức giá hủy diệt luôn á anh em. Nếu mà ở Việt Nam mà Ryzen 9 7900X3D mà có một mức giá là 330 đô á thì phải nói thật là Intel không có cửa gì để mà ăn AMD ở thị trường Việt Nam cả. Nhưng mà mình ngồi ngẫm lại một tí thì trước đây mình cũng đã từng đọc rất nhiều bài báo về câu chuyện đấy chính là AMD giảm giá, AMD giảm giá ở Amazon, AMD giảm giá ở chỗ này, AMD giảm giá ở chỗ kia. Nhưng mà giá AMD ở Việt Nam ấy, thì cao vãi chưởng. Thế nên trong video ngày hôm nay thì như tiêu đề của video, mình sẽ cùng anh em phân tích câu chuyện đấy chính là tại sao AMD ở bên nước ngoài á, người ta rất là chuộng, người ta mua rất là nhiều và thậm chí nó là top seller, nó là best seller. Thì ở Việt Nam nó lại câu chuyện hoàn toàn ngược lại. Thì chúng ta sẽ cùng phân tích nhá. Ok, mình đã quay trở lại rồi đây anh em. Thực ra câu chuyện so sánh giữa Intel hay là AMD, chọn AMD hay là chọn Intel, chọn con nào hơi hơn, chọn con nào khỏe hơn, chọn con nào mạnh hơn thì nó là câu chuyện của toàn thế giới người ta quan tâm rồi anh em, chứ không phải là câu chuyện chỉ có mỗi Việt Nam thôi đâu. Nhưng mà anh em phải nhớ cho mình một câu chuyện, đấy chính là về mặt cơ bản AMD sẽ định vị đấy chính là Core i3 sẽ so sánh với cả Ryzen 3, Core i5 sẽ so sánh với cả Ryzen 5, Core i7 sẽ so sánh với cả Ryzen 7, Core i9 sẽ so sánh với cả Ryzen 9, và con Ryzen 9 7900X nó sẽ là con ở giữa ở i7 với cả i9. Đó. Nhưng mà đối với cả người dùng á thì hãng định vị như nào có vẻ như là người ta sẽ không quan tâm lắm, mà người dùng người ta sẽ quan tâm nhiều hơn đấy chính là câu chuyện về mặt mức giá. Hai cái sản phẩm đắt như nhau thì con nào khỏe hơn? Hai cái sản phẩm đắt như nhau thì con nào tốt cho tao hơn? Hai sản phẩm có mức giá bằng nhau thì lựa chọn như thế nào là nó phù hợp với cả tao hơn? Thì người dùng người ta quan trọng cái câu chuyện đấy hơn. Như kiểu bây giờ mỗi quốc gia sẽ có một mức giá khác nhau. Ở Mỹ sẽ có một giá khác, ở Nhật sẽ có một cái giá khác, và ở Việt Nam chúng ta cũng sẽ có một cái giá khác. Và mỗi quốc gia sẽ có một câu chuyện, mỗi quốc gia sẽ có một cái sự so sánh. Và khi anh em xem video review ở trên mạng thì anh em sẽ phải xác định rõ đấy chính là video đấy đang so sánh theo cái thước đo nào, so sánh giá ở Mỹ hay là giá ở Nhật hay là giá ở Việt Nam. Thành ra nhiều khi chúng ta xem video review ở trên mạng thì nó cũng sẽ chỉ mang giá trị tham khảo. Quan trọng là anh em mua sản phẩm đấy ở mức giá nào và nó có phù hợp với cả nhu cầu của anh em là không. Câu chuyện mức giá là câu chuyện muôn thuở rồi, và giá AMD ở Việt Nam thì quá là cao luôn đấy anh em. Khi mà anh em nhìn mức giá này thì anh em sẽ hiểu rõ đấy chính là lý do tại sao ở nước ngoài AMD lại được bán nhiều và được người ta ưa chuộng đến như thế. Đương nhiên một sản phẩm để mà người ta ưa chuộng nó sẽ phải đạt được những yêu cầu, ví dụ như là nó phải khỏe, nó phải ổn định, nó phải ngon, nó phải như thế nào đấy. Nói chung là khi mà người ta mua sản phẩm đấy về, người ta sẽ không phàn nàn gì cả. Thì đấy là cái yếu tố tiên quyết của một cái sản phẩm ngon rồi. Và để cái sản phẩm đấy nó ngon hơn thì giá là một cái sự gọi là một cái ảnh hưởng rất là lớn đến việc lựa chọn một cái sản phẩm. Anh em nhìn giá của AMD ở bên nước ngoài nhá. Thực ra thì với em AMD Ryzen 9 7900X3D trước đây nó có mức giá cao hơn, khoảng tầm một tháng trước là nó đâu khoảng tầm 390 đô gì đấy. Nhưng mà mới đây anh em xem thử đi, 330 đô cho một em Ryzen 9 7900X3D. 330 đô. Trong khi đó anh em ngẫm lại xem là 7900X ở Việt Nam đang có giá là bao nhiêu. Anh em build PC mà build cùng với cả một cái bo máy chủ mà bên cửa hàng người ta yêu cầu ấy, thì còn có mức giá khoảng tầm 11-12 triệu rưỡi. Thì nếu anh em mua lẻ một con Ryzen 9 7900X3D nó phải có giá loanh quanh phải tầm 13 triệu rưỡi đến 14 triệu gì đấy. Thì anh em thử so sánh xem, 330 đô là chắc đâu đó còn chưa đến 10 triệu, mà ở Việt Nam nó là 13 triệu rưỡi. Thì anh em thấy là ở nước ngoài tại sao người ta lại chọn con 7900X rồi, đúng không? Rồi, bây giờ mình không so sánh bằng con 7900X3D đi. Con này khả năng là do bên cửa hàng đấy người ta sale đẫm để người ta hút người dùng hay là gì đấy. Nhưng mà anh em nhìn sang con 7900X kia, 7900X bên đấy cũng đang bán với mức giá cực kỳ hợp lý là 400 đô. 400 đô quy ra tiền Việt Nam chắc loanh quanh khoảng chưa đến 10 triệu. Thì nó là một cái mức giá quá hợp lý cho một em Ryzen 9 7900X. Trong khi đó 7900X ở Việt Nam thì giá bao nhiêu? Nó vẫn rất là đắt. Nó vẫn rất là đắt. Hay là mình không xem ở cái trang mà nó đang gọi là sale ác liệt với cả AMD ấy, thì mình xem ở trên một cái web rất là phổ thông thôi, đấy chính là Amazon. Thì anh em sẽ thấy là một em AMD Ryzen 5 5600X nó có mức giá là khoảng 130 đô. 130
30 đô cho một con 5600X. Anh em thử nghĩ xem với mức giá đấy ở Việt Nam anh em mua được con CPU gì. Với một em Intel Core i5-12400F, nếu anh em mua lẻ giá nó cũng phải loanh quanh đâu đó khoảng tầm 3,5 triệu. Trong khi đó em 5600X là 130 đô. Một mức giá mà nghe đến mức giá thôi là chúng ta đã cảm thấy trong lòng nó lung lay và muốn lựa chọn rồi đúng không? Và mình check thêm một cái nữa, đấy chính là giá bo mạch chủ ở nước ngoài mình thấy nó cũng hợp lý hơn ở Việt Nam rất là nhiều. Ở Việt Nam những cái bo mạch chủ X670, B650 các thứ nó rất là đắt. Cực kỳ đắt chứ không phải là rất là đắt. Mà anh em thử xem nhá, mình lấy một ví dụ ở đây là một cái bo mạch chủ Asus TUF X670E Plus Wi-Fi ở bên nước ngoài nó đang có giá đâu đó vào khoảng là, đây mình đang ghi lại đây, là 270 đô. 270 đô mà ở Việt Nam nếu quy ra tiền Việt thì nó sẽ rơi đâu đó vào khoảng là gần 7 triệu. Trong khi đó một em, cũng là một em này, cũng là một em TUF X670E Plus Wi-Fi này, nó ở Việt Nam là có giá 9 triệu. Lệch nhau 2 triệu cho một cái bo mạch chủ từ 7 triệu lên 9 triệu. Nó là một cái quãng giá nó khá là lớn đấy anh em, khoảng 20% giá rồi á. Đấy, thì CPU nó cũng rẻ hơn, bo mạch chủ nó cũng rẻ hơn, thì bên nước ngoài người ta so sánh là người ta sẽ so sánh ngang tiền. Đấy, giờ người ta không ai đi so sánh i3 với Ryzen 3, i5 với Ryzen 5. Quan trọng là chúng ta sẽ phải so sánh ngang tiền. Cùng một mức tiền đấy, tao có được cái gì? Đấy, tao có được con CPU nào? Tao có hiệu năng ra sao? Nó phù hợp với cả tao không? Thì bây giờ với một mức giá rẻ như thế, với một mức giá hủy diệt như là 330 đô của em Ryzen 9 7900X3D như thế, thì anh em có lung lay khi lựa chọn không? Rồi, những em CPU cực kỳ ngon cho việc chơi game, ví dụ như là Ryzen 7 7800X3D, hay là những con như là 7950X3D, hay là những con CPU như là 5800X3D, thì ở những trang ví dụ như là Amazon các thứ cũng có một cái mức giá rất là cạnh tranh với cả Intel. Thành ra là ở nước ngoài người ta lựa chọn AMD nhiều, nó là một, cũng là một câu chuyện rất là dễ hiểu thôi anh em. Và ở Việt Nam người ta đang chọn AMD ít thì nó cũng là một câu chuyện dễ hiểu thôi, bởi vì giá AMD ở Việt Nam đang quá là cao. Mình không phủ nhận câu chuyện đấy, chính là những em CPU mới của Intel, những em CPU mới của AMD, những em CPU Ryzen 7000 á, nó đang rất là tốt, đặc biệt là về mặt hiệu năng chơi game nó quá là ổn đi, nhưng mà cái mức giá của nó cao quá, người dùng khó tiếp cận được nó quá, thành ra là nó chưa bán được nhiều ở Việt Nam thôi. Trong khi đó anh em nhìn lại thị trường Intel của Việt Nam nhé, giá CPU Intel chính hãng nó cũng khá là tốt, mà ngoài CPU chính hãng của Intel ra chúng ta còn có một lô, một lốc hàng sách tay, rồi là hàng sách tay nào là hàng nhập khẩu, rồi là nhập khẩu có bóc, rồi nhập khẩu hàng chay các thứ, giá nó cực kỳ rẻ luôn đó. Và Intel ở Việt Nam thì có thể gọi là giá cạnh tranh với cả toàn thế giới luôn. Thì anh em thấy là giá Intel ở Việt Nam quá rẻ, và đấy cũng chính là lý do tại sao mà Intel ở Việt Nam hiện tại nó đang bán rất là tốt. Cái mức giá và những gì nó mang lại nó đang quá là tốt. Câu chuyện nó rất là dễ hiểu và nó đơn giản nó như thế thôi anh em. Và anh em nghĩ sao về câu chuyện đấy, chính là AMD ở Việt Nam và AMD ở thế giới, nó có phải là do mức giá thế nên là ở Việt Nam chưa được tiếp cận nhiều hay là không, hay là do thế giới tư tưởng người ta khác? Thì đấy là câu chuyện nó rất là thú vị đúng không? Nó cũng giống như là câu chuyện ngày xưa mà AMD Ryzen thế hệ đầu tiên nó mới ra mắt thôi, Intel đắt, AMD rẻ, AMD mang lại nhiều giá trị hơn. Nhưng mà bây giờ AMD lại đắt và Intel nó lại cực kỳ rẻ. Anh em comment ý kiến phía dưới nhá. Còn bây giờ sẽ là xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.